Ok, chúng ta đến đối thủ Brazil. Lại phải tấn công góc này thôi. Đấy, tốt lên đấy. Vâng, có lẽ cao thủ Brazil đã gặp khó với khai cuộc này. Anh đang mất nhiều thời gian suy nghĩ ở khai cuộc. Liên tốt. Đây xuống. Ok, mình sẽ bỏ mã. Ái da. Không cho mình bỏ. Bây giờ ăn thì có lẽ mình sẽ lên tượng đuổi. Chúng ta thấy là ở đây đen có một cấu trúc tốt yếu rồi. Mình sẽ chấp nhận mất tốt trung tâm. Bây giờ thì đen sẽ rất khó để nhập thành. Gần như là không thể. Đấy. Rồi, bây giờ rút mã về thì mình sẽ ăn con tốt này. Đẩy tốt lên thì khả năng còn sống. Lên tượng giữ. Ok. Rồi, tiếp tục nhồi quân vào. Đẩy tốt lên không? Lên tượng à? Chấp nhận mất mã. Để ăn tốt đuổi xe. Chơi cứng thật. Lẽ mình sẽ bỏ nút cả xe đi. Từ nhá, ăn tượng đây, ăn xe, ăn tốt, chiếu, vào vua. Hay chạy xe nhỉ? Căng đấy. Hai giải khó tính nhỉ. Mình vẫn thích đánh mạo hiểm hơn. Chơi. Ăn đấy. Vào vua, ok. Nhưng đánh quá hổ báo của ZTC. Giờ chạy xe đi đâu rồi em? Cân bằng, vâng, như các chú thấy là ở đây là thế trận hai bên bắt được quân cân bằng với nhau, khá hay. Rồi, em mà xe ngay. Có lẽ đen đã không nhìn thấy. À không, có lẽ anh nhìn thấy nhưng mà anh muốn đổi. Bây giờ thì chúng ta sẽ phải đánh thế nào đây? Rồi, mình sẽ đưa xe xuống hàng thứ 7 tấn công vào tốt yếu ở E7. Lao mã lên. Như vậy là chấp nhận mất nốt cả xe. Thật không thể tin nổi. Quá hổ báo. Bây giờ mình ăn xe thì đen có thể chiếu lên vua chiếu. Cũng vẫn phải chơi thôi.
Một sách tốt của mình mà. Mã đi. Mình đang cộng 5 điểm. Nhưng mà đây thì đen sẽ ăn mã chiếu. Lên đây thì sao? Hết chiếu. Đẹp luôn. À đây, chiếu mã đây chứ. Ăn xe, trời đất. Nhầm rồi. 1 phút 24 giây. Chiếu đấy á. Má. Cũng ăn mã. Đẩy tốt xuống. Rồi, đây mình phải lên mã thôi. Ăn đấy. Đây mình chuẩn bị chiếu. Chiếu. À không chiếu được. Ok, nếu đen đẩy tốt xuống mình sẽ chiếu đây và cũng chẳng làm gì. À đây ăn tốt chứ. Chiếu đây và ăn tốt. Mình còn 1 phút và đen còn khoảng 45 giây. Bây giờ anh sẽ tìm cách chiếu nhưng mà sẽ rất khó để có thể chiếu được. Nó phải chạy. Lên vua. Đây rồi. Đây rồi anh em ơi. Nước chiếu sát thủ. Chịu thua. Chịu thua. Chịu thua. Chịu thua ngay. Đỡ sao được.